Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Review sách Tại sao thầy bói nói đúng của Richard Wyman. Khoa học đằng sau những hiện tượng tâm linh ảo diệu. Là đứa con tinh thần của Richard Wyman, giáo sư tâm lý học nhận thức xã hội Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh. Người đã dành nhiều đêm không ngủ ở những lâu đài ma ám và có niềm đam mê to lớn với những điều huyền bí. Tại sao thầy bói nói đúng mang đến góc nhìn vô cùng mới mẻ và độc đáo về thế giới tâm linh. Dựa trên nền tảng khoa học về tâm lý con người, với lập luận hợp lý, khách quan và có cơ sở vững chắc. Cùng văn phong siêu vui nhộn và có phần lầy lội, quyển sách đã chinh phục đông đảo độc giả trên thế giới. Bạn có tin vào thế giới tâm linh? Những chuyên gia bói toán khiến bạn sốc khi phơi bày chính xác từng chi tiết một về tiểu sử, tính cách và những dự định tương lai của bạn. Trải nghiệm hồn lìa khỏi xác, nói chuyện với người chết, những giấc mơ là điềm báo cho sự thật kinh hoàng. Trên đời này thực sự là có những điều huyền bí, hay dù rất đáng ngạc nhiên, thực sự có một nền tảng khoa học nào đó đằng sau những hiện tượng này. Lời giải cho tâm linh dưới góc nhìn tâm lý học. Khoa học và tâm linh vốn là hai phạm trù gần như trái ngược. Trong khi khoa học đòi hỏi thực nghiệm rõ ràng, thì tâm linh thường mang hơi hướng lý thuyết về những hiện tượng hiếm khi mô phỏng và giải thích được. Và các nhà khoa học chẳng thích những hiện tượng huyền bí cho lắm, nên hiếm khi nào viết sách về đề tài này. Nhưng, dĩ nhiên là, không phải ai làm khoa học thì cũng như vậy. Nếu không tại sao thầy bói nói đúng đã chẳng tồn tại trên đời rồi. Kết hợp tâm linh và tâm lý, một lĩnh vực khoa học thực nghiệm hẳn hoi, quả là nước đi rất can đảm và sáng tạo của Richard Wyman. Nhà tâm lý được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông Anh quốc theo trang Time Higher Education. Là một khoa học gia kiêm ảo thuật gia đam mê nghiên cứu những hiện tượng huyền bí, Wyman đã đặt vấn đề một cách rất khách quan. Không hề cảm tính, chẳng khăng khăng phủ nhận hay phê phán gì thế giới tâm linh. Mong muốn của ông đơn thuần là qua những thí nghiệm khoa học độc đáo, cho người đọc thấy một số trải nghiệm kỳ lạ phổ biến mà người ta vẫn nhầm lẫn là đến từ thế giới bên kia. Thực chất chỉ là nhân tạo, là kết quả của thủ thuật tâm lý hay sản phẩm của chính bộ não con người. Chấm. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, để biết tất tần tật mọi thứ về một người nào đó, những thầy bói đã sử dụng đến 6 thủ thuật tâm lý cực kỳ bài bản? Bạn có biết trong hầu hết những trải nghiệm giao tiếp với người chết, thực ra bạn chỉ đang nói chuyện với tiềm thức của mình? Bạn có ngạc nhiên không, khi tiếng động lạ trong những ngôi nhà bị đồn là ma ám, suy cho cùng chỉ là kỳ vọng của chính bạn? Và cả những giấc mơ tiên tri nữa, chúng thực ra chỉ là thật đáng buồn, một sự phóng đại. Hay vấn đề về xác suất không? Hấp dẫn và hài hước. Làm thế nào để thôi miên một con gà? Buổi gọi hồn vào một chiều thứ tư ấm áp. Cách để rời khỏi cơ thể mình. Những lời thật từ một con ngựa. Và còn rất nhiều đề mục giật gân khác. Nếu không giới thiệu trước, hẳn là bạn sẽ chẳng nghĩ cuốn sách vui nhộn và đầy rẫy câu chuyện hấp dẫn như thế lại là một tác phẩm khoa học. Dù bao hàm những thí nghiệm và một số thuật ngữ nền tảng về tâm lý học, quyển sách vô cùng dễ hiểu bởi văn phong hài hước và khơi gợi sự tò mò của độc giả. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Mỗi chương sách đều bắt đầu bằng một trải nghiệm có thật đầy bí ẩn và ly kỳ. Bạn sẽ cười không ngớt khi những mánh khóe tinh vi được tác giả thuật lại một cách tỉnh rụi và bài bản như đang dạy kiến thức hàn lâm trên giảng đường đại học. Trước một số nhân vật thích tạo tiếng tăm, khiến cả thế giới được fan khiếp sợ bằng những phương pháp trời ơi đất hỡi, ví dụ như đập một quả táo xuống sàn vào ban đêm để tạo tiếng động kỳ quái trong nhà. Đến mức chỉ biết thở dài đập tay lên trán. Sau cùng bạn sẽ phải kêu lên khi nhận ra hầu hết con người trước giờ đều bị dắt mũi. Rằng ta đã bị chính bộ não nhỏ mà có võ của mình lừa một cách ngoạn mục thế nào. Hãy yên tâm thưởng thức vì bạn sẽ chẳng có cảm giác gì là gọi là đang học một môn khoa học đâu. Giống như chuyện trinh thám, bạn hào hứng lật từng trang sách, háo hức trông đợi đến lúc giải mã bí ẩn đằng sau mọi thứ. Nội dung rõ ràng, cụ thể và không hề là lý thuyết suông. Tại sao thầy bói nói đúng xoay quanh 7 vấn đề huyền bí? Bao gồm bói toán, xuất hồn, dùng tâm trí điều khiển vật chất, gặp gỡ hồn ma, kiểm soát ý nghĩ của người khác và những giấc mơ tiên tri. Được chia thành 7 chương riêng biệt để tiện cho việc theo dõi của độc giả. Mọi thứ đều được phân loại cực kỳ rõ ràng, đảm bảo bạn không nhầm lẫn hiện tượng này sang hiện tượng khác. Các phần trong sách cũng được chia thành từng đề mục. Mỗi đề mục nói về một khía cạnh nhỏ, đưa ra minh họa thực tế hoặc các thí nghiệm thú vị để kiểm chứng một điều huyền bí. Chủ đề của một trong 7 chương đã đề cập, củng cố lại và làm cho những lý thuyết được viết ở mỗi phần trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Chấm. Ngoài ra, sách đã vận dụng thực hành lý thuyết cực kỳ độc đáo.
người đọc không chỉ tiếp thu kiến thức thụ động, mà còn tự kiểm chứng lại những gì đọc được bằng những bài tập độc nhất vô nhị. Được hướng dẫn cực kỳ chi tiết bởi Richard Wyman, cách để biết mọi thứ về một người lạ, kỹ năng tự xuất hồn ra khỏi cơ thể của chính mình, thuật đọc tâm trí người khác hay thậm chí cách cầu cơ và giao tiếp với linh hồn đều được tác giả chỉ dẫn cẩn thận và cực kỳ bài bản. Bước 1, 2, 3, kỹ thuật 1, 2, 3 kèm theo cách xử lý tình huống nếu mọi việc không như ý muốn. Vậy nên, nếu có điều hoài nghi về những kiến thức khoa học hay một số thí nghiệm không tưởng trong sách, bạn hoàn toàn có thể tự thực hành, tự giải đáp thắc mắc và rút ra kết luận của riêng mình. Để thay đổi góc nhìn và hiểu rõ hơn về thế giới, chúng ta vẫn luôn tò mò về những điều huyền bí. Đó là vì những hiện tượng ấy thật trái với logic thông thường và hiếm khi được giải thích rõ ràng. Con người có xu hướng quy kết những gì không có câu trả lời cho thế giới tâm linh mà không thực sự biết rằng chính chúng ta, chứ không phải thế lực siêu hình nào, nếu họ có tồn tại, thường mới là người tạo ra những thứ kỳ ảo đó. Vậy nên, đọc xong quyển sách này, Richard Wyman mong rằng bạn sẽ học thêm được nhiều điều lý thú về tâm lý học, có cái nhìn khác hơn về những hiện tượng huyền bí và cả khả năng kỳ diệu của chính não bộ loài người. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.